Trong video này chúng ta sẽ xem xét là nên mua Redmi Note 8 Pro cũ tại Thế Giới Di Động hay là Redmi Note 8 Pro hàng xách tay mới. Nếu như mức giá của hai thiết bị này tương đương với nhau, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ồ, nếu mà tương đương với nhau thì chúng ta mua mới chứ tội gì phải mua hàng cũ. Nhưng mà sau khi xem hết video này có thể các bạn phải suy nghĩ lại. Mời các bạn theo dõi video. Redmi Note 8 Pro phiên bản là 64GB RAM 6GB tại Thế Giới Di Động đang bán với mức giá là 3.950.000. Đó là mức giá thấp nhất và hiện tại nó đang có hàng ở tỉnh An Giang nha các bạn. Và mình đã có làm một cái video hướng dẫn chuyển smartphone cũ từ ở tỉnh xa về các cái siêu thị Thế Giới Di Động gần nhà để chúng ta ra đó để xem và có thể quyết định mua hay không. Thì với cái chi phí chuyển là nó dao động từ 40 đến 50.000 nha các bạn. Thì cho là cộng thêm 50.000 thì cái thiết bị này sẽ có giá chẳng là 4 triệu. Rồi nhìn qua các cái cửa hàng xách tay thì mình thấy là mức giá của Redmi Note 8 Pro phiên bản bộ nhớ trong 64GB, RAM 6GB và cũng là cái màu xanh đó thì nó đang có mức giá là 4.090.000 nha các bạn. Nó hơn một tí nhưng mà cũng không nhiều lắm. Vậy là chỉ cần thêm 90.000 thì chúng ta đã có một chiếc Redmi Note 8 Pro mới. Nhưng các bạn cần lưu ý cái vấn đề này. Về chính sách bảo hành thì Redmi Note 8 Pro mới hàng xách tay các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng. Nhưng lưu ý là không bao gồm màn hình và nguồn nha các bạn. Một cái lưu ý nữa là đối với cái hàng xách tay thì cái đơn vị bảo hành chính là cửa hàng bán ra, nó không liên quan gì đến Xiaomi hết. Cho nên là khi các bạn sử dụng hàng có xảy ra sự cố hỏng hóc một cái linh kiện nào đó thì các bạn mang lên tại cửa hàng đó để người ta bảo hành và người ta sẽ tìm kiếm nguồn linh kiện để sửa và thay thế cho các bạn. Và tất nhiên dù ở các cửa hàng hay là các tiệm sửa chữa nào thì cũng không bao giờ được trang bị những cái thiết bị máy móc có thể là ráp lại nguyên vẹn như tại hãng làm được. Rồi nhìn lại cái chính sách bảo hành của cái phiên bản cũ tại Thế Giới Di Động thì các bạn sẽ được bảo hành lên tới 14,5 tháng. Bất ngờ chưa? Quá bất ngờ luôn. Tại vì Xiaomi Redmi Note 8 Pro hàng chính hãng sẽ được bảo hành 18 tháng nha các bạn. Và hiện tại thiết bị này còn 14,5 tháng bảo hành chính hãng. Nó nhiều hơn 2,5 tháng so với hàng xách tay mới. Và các bạn được bảo hành chính hãng cho nên có bất cứ cái linh kiện hỏng hóc này xảy ra các bạn sẽ được thay bởi những cái linh kiện và hệ thống máy móc của chính hãng. Thì khi đó cái thiết bị thay xong thì nó không khác gì mới luôn nha các bạn. Và bảo hành này là bảo hành cả cái smartphone, tức là nó sẽ bao gồm luôn nguồn và màn hình chứ không có như hàng xách tay nha các bạn. Và một cái ưu điểm nữa khi các bạn mua hàng tại Thế Giới Di Động thì các bạn sẽ được đổi trả trong tháng đầu tiên, tức là nó có sự cố hỏng hóc gì các bạn cứ mang ra đổi với cái thiết bị khác với cái mức giá tương đương, hoặc có thể là không có thiết bị khác thì các bạn có thể là lấy tiền lại luôn. Ưu điểm tiếp theo là với cái hệ thống trải dài khắp cả nước thì các bạn có thể mang cái thiết bị của mình nếu có sự cố hỏng hóc và đem ra Thế Giới Di Động thì Thế Giới Di Động sẽ mang lên trung tâm bảo hành của Xiaomi để thay thế những cái linh kiện đó. Cho nên là chúng ta sẽ không phải mất công đi xa, ví dụ như các bạn ở tỉnh xa. Còn các hệ thống hàng xách tay thì nó chỉ bán tại các thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội vân vân. Và một cái ưu điểm nữa thì khi các bạn mua hàng chính hãng này thì các bạn sẽ có, tất nhiên mặc định của nó là ROM dành riêng cho thị trường Việt Nam và khi đó nó là tiếng Việt nè, sóng sánh các kiểu nó cũng ổn định luôn và có CH Play đầy đủ hết, Google, các dịch vụ của Google. Nó khác với cái dạng hàng xách tay thì tại thị trường Trung Quốc á, cho nên là các bạn phải chờ đợi thời gian để cài đặt tiếng Việt nè, cài đặt CH Play, cài đặt Google, nó rất là phức tạp đối với những cái người mà sử dụng bình thường nha. Ưu điểm duy nhất khi mua Redmi Note 8 Pro hàng xách tay thì nó là hàng mới thôi. Các cái linh kiện hộp này kia thì các bạn mua hàng cũ tại Thế Giới Di Động vẫn có đầy đủ nha các bạn. Chỉ là nó cũ chứ nó không phải là mới. Các bạn cũng không cần phải lăn tăn bởi vì khi mua hàng cũ mà dạng còn bảo hành 14,5 tháng này thì các bạn sẽ vẫn có hộp, vẫn có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện nha, chứ không thiếu thứ gì hết đâu. Trừ khi mà các bạn mua cái smartphone cũ mà đã hết bảo hành chính hãng mà nó chỉ còn bảo hành tại Thế Giới Di Động thì có thể là hộp hay là này kia nọ linh kiện nó có thể thiếu, nhưng mà đây là những cái sản phẩm mà cũ nhưng mà gần như mới luôn, tại mình đã mua nhiều sản phẩm rồi. Qua cái video này, đối với hai sự lựa chọn này thì mình sẽ chọn mua hàng cũ tại Thế Giới Di Động nha các bạn. Nhưng mà cũng tùy trường hợp thôi, không phải là lúc nào chúng ta cũng chọn hàng cũ ở Thế Giới Di Động sẽ tốt hơn hàng xách tay, cho nên là các bạn cân nhắc. Video này mình chỉ nói riêng về cái thiết bị Redmi Note 8 Pro nha các bạn. Rồi nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và chia sẻ với bạn bè. Hãy cho mình một subscribe để cổ vũ tinh thần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.